thường ngày mình này, xin chào các bạn Mình nên uh, bình luận về cái tựa này như thế nào đây? Night time, night may Có vẻ như là nó có rất là nhiều cái cho night may các bạn ơi Bây giờ là đến cả night time luôn, tức là thời gian ban đêm Night may là ác mộng rồi, lúc nào nó cũng có chữ ác mộng cả Không biết là tác giả có nghĩ rằng là khi mà gắn chữ ác mộng vào thì mọi thứ sẽ trở thành game kinh dị không? Và cái uh, số lượng mà game liên quan đến nay mây của mình nó khá là nhiều các bạn đến mức không thể là nhớ nội là đã bao nhiêu rồi à, bây giờ thì uh, chắc là mình sẽ vào luôn nhé nói đến nay mây thì chắc là chỉ có ban đêm thôi hy vọng là có một game nay mây nào đó ban ngày rồi vậy là cái màn mà quan mình vào một cái nơi mà mình không biết là tại sao lại đứng ở chỗ này luôn <laughs> rõ ràng ở chỗ này không có cái gì cả sao lại đứng ở chỗ này là như thế nào nhưng mà có vẻ như là nhiệm vụ của chúng ta cần phải làm chứ là về nhà rồi ở phía kia là gì đây một con vịt các bạn ơi không biết là cái bạn này là gì nữa bạn này chắc là cảnh báo là có vịt xuất hiện à? có khi nào là đây lại là một cái game mà liên quan đến hội chứng sợ vịt hay không đây ở lúc trước mình có chơi một cái game liên quan đến hội chứng sợ vịt nhưng mà mình không nhớ là tự đề nó như thế nào có hai đường lượn ừ, mình nên đi đường nào đây đấy có phải là già của mình không Tưởng ra là con đường nó khá là ngắn nếu đây là già của mình à, that's not my house cái da đây không phải là của mình rồi trông có vẻ sang trọng nhưng mà không đúng các bạn ơi đừng có nói cái nhà của mình là cái nhà tồi tàn ở trong cái màn hình mở đầu chứ ở trước thì chỗ game của mình cũng phải ở trong một cái nhà mà nó trông giống cái nhà vừa rồi chứ rồi có vẻ như là đây không phải là nhà của chúng ta nhưng mà không hiểu tại sao lại để cái cái đường đó cho mình vào chắc là do là đi một cái đường thẳng không có gì hết thì nó quá gì lạ đi rồi cái chỗ này thật sự là Gì thế? Mình lo tập trung nói quá cho nên mình không thể nào mà bắt kịp được cái tốc độ của nó bằng đôi mắt phạm trần của mình được các bạn ơi à, Đây chính là già của mình sao Cái chỗ này, cái khu phố này quá là à, kỳ lạ đi Tại sao lại xây đường mà chén nhựa Ê xây đường này, đường bê tông à Xây đường bê tông mà lại chỉ có hai căn nhà duy nhất ở trên cái con đường này thôi Rốt cuộc là đây là thế giới nào đi à, Rồi mở được cửa rồi Mình không hiểu tại sao cửa tự mở các bạn ơi Hồi nãy mình nhớ là mình nhìn vào cửa sổ thôi Sao thanh niên này dựng cái nhà ngay một cái chỗ dưới này đi đây là một vùng đất mới đang được khai thác à, cho tôi là với gọi là giờ là có những cái người mà đến đây ở trước để thử xem là cái vùng này có nguy hiểm hay không vậy tìm được mod tv mod không để ở chỗ này thì để ở chỗ nào vậy à, hết cả hồn anh đi này thì dễ ăn cái phô mai vào xong rồi ở à, luôn chưa kịp gọi là có một chút phản ứng gì cả ít nhất cũng phải có cái âm thanh ăn uống trước cái đã là bay nhảy rất là nhanh các bạn người mới đó là mà là bước qua công đại cuối cùng luôn rồi Ê, đây là gì đây hero right à? Mình, mình thấy cái bức tranh này là mình đã nghi ngờ rồi chắc là có vẻ như là nhân vật chính của chúng ta là một người cùng máy rap nhưng mà rất đáng tiếc là không có máy tính để mà chơi cho nên phải dán ảnh thay thế đúng mó ở đâu vậy có vẻ khá là sang trọng nên vùng tắm này nhìn rất là to luôn các bạn cười mình chưa từng gọi là sử dụng những cái mà vòi sen mà nó nó kiểu nó to như thế này cả tại sao trong toilet mà lại gọi là có cửa sổ và mở mang ra như thế này đây giải phóng linh hồn mà à đập tv tại sao lại nằm trong toilet vậy tiếng gió thổi à đây là cửa sổ hay là cái gì đó is If... là Đại Bình An rồi chứ các bạn Có một cái vật Để không xác định được Đang xuất hiện ở khu rừng Đã khiến gọi là người cười Cảm thấy rất là kinh sợ Hãy ở nhà và đóng cửa Một cách cẩn thận ra ngoài và check Oi Ông có vừa đọc tin tức không đấy Người ta bảo là đóng cửa cẩn thận Nhưng mà ông này lại bảo là ra ngoài check các bạn ơi Có phải là không hiểu được ý nghĩa của người ta nói cái điều gì không vậy Mình cảm thấy là có rất là nhiều người hiểu sai ý cái cách mà người ta nói chuyện cho Ví dụ người ta nói như vậy nhưng mà lại hiểu theo một ý nghĩa khác Hoặc là ráng đọc sâu trong cái câu nói đó và đọc sai biết. Rồi đây chính là minh chứng cho cái việc đó các bạn ơi. Và mình nghĩ là chắc các bạn cũng sắp sửa thấy được cái hậu quả của cái việc là đọc sai là như thế nào. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ra check để mà làm một cái gì đó cho các bạn xem. <laughs> một cái tấm gương cho các bạn xem. Nhưng mà tấm gương này là không được noi theo nhé. có gì không có khi là khi mình đi ra bên ngoài như thế này mình sẽ không thấy gì cả ê à! người ta lại phải run gì vậy hả ghé em luôn rồi các bạn ơi mình chưa kịp thấy cái gì cả để mình vào lại thêm một lần nữa nhé mình đã quay trở lại các bạn ơi hồi nãy mình thực sự là không thấy gì cả thì nó bảo chạy thôi sao mà chúng ta phải phản ứng kịp được trong cái khoảnh khắc đó ô kia rồi các bạn ơi một cái con trông rất là giống con nhện mà chạy là chạy dưới nào rồi game rồi mình không biết là chúng ta có thể chạy thoát khỏi cái con này hay không nữa nhưng mà tốc độ của nó thì thực sự rất là nhanh các bạn ơi bây giờ mình sẽ quay lại thêm một lần nữa lúc anh hiện lên chữ đơn mình sẽ chạy vào nhà thử xem như thế nào rồi bây giờ là chúng ta phải tìm cách chạy vào nhà mình nghĩ là chỉ có như vậy thôi